Sáng 8 tháng 10, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự đối với ông Võ Tấn Phương, sinh năm 1982, ngụ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, để điều tra về hành vi gây tai nạn khiến một người tử vong và bỏ chạy khỏi hiện trường. Vào lúc 16 giờ ngày 7 tháng 10, ông Võ Tấn Phương, sinh năm 1982, ngụ xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 63A01038 lưu thông trên quốc lộ 50 hướng Gò Công, Mỹ Tho. Khi phương tiện này lưu thông đến địa bàn ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh, Thùy, huyện Chợ Gạo, va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 63K43341 lưu thông hướng ngược lại do anh Huỳnh Thiên P, sinh năm 2007, ngụ huyện Chợ Gạo, chở người ngồi phía sau tên Phan Kim Ngờ, sinh năm 2007. Sau khi va chạm, ô tô này tiếp tục tông vào xe mô tô mang biển kiểm soát 63B8-64239 do Huỳnh Quốc Phong, sinh năm 1987, ngụ huyện Công Tây, chở con là Huỳnh Ngọc Y, sinh năm 2015, và Huỳnh Ngọc Thiên Ca, sinh năm 2018, đang đậu bên lề đường. Hậu quả vụ tai nạn làm nạn nhân Huỳnh Ngọc Thiên Ca tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai nạn nhân Huỳnh Thiên P và Phan Thị Kim Ngờ bị trọng thương, đang điều trị tại bệnh viện. Cơ quan chức năng nhận được ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn này là do tài xế ô tô không chú ý quan sát. Được biết, ông Võ Tấn Phương làm giám đốc phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Sau khi gây tai nạn, ông Phương đã đến Công an huyện Chợ Gạo trình báo. Ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho 3 cán bộ thuộc tỉnh Lào Cai do có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả của bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đối với ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ông Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ông Châu Văn Chun, ông Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, là người gương mẫu có uy tín trong cộng đồng. Ông Chứ đã tổ chức kiểm tra và phát hiện vết sạt lở đất, kiên quyết vận động 115 người dân di rời đến nơi an toàn. Việc này tránh được thảm họa sạt lở đất xảy ra ngày 10 tháng 9 tại thôn đã làm 6 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn, 15 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Còn ông Châu Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Hung, đã quyết định kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể trong công tác ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đặc biệt vào sáng 9 tháng 9, nhận được thông tin trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bát Sát có nguy cơ sạt lở, ông Trung đã tiếp cận đánh giá tình hình, sau đó ông kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện di chuyển khẩn cấp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định tối 7 tháng 10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi giả mạo công an để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của một gái mại dâm. Trước đó, Hùng quen một nữ nhân viên phục vụ tên là TTL, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Hà Nam, tại một quán karaoke ở thành phố Thái Bình. Sau đó, hai người đã có thỏa thuận mua bán dâm với giá 2 triệu đồng. 3 ngày sau, Hùng hẹn chị L sang Nam Định gặp mặt. Hùng tự xưng là cán bộ công an huyện Nam Trực có tên là Nguyễn Anh Tuấn, đang thực hiện nhiệm vụ bắt gái mại dâm và đe dọa chị L phải chuyển khoản 100 triệu đồng để không bị phạt tù. Đối tượng còn lấy còng số 8 đe dọa còng tay. Bị đe dọa uy hiếp dồn dập, chị L đã phải vay mượn người thân được 30 triệu đồng và chuyển khoản cho đối tượng. Số tiền còn lại, đối tượng cho nạn nhân thời hạn 3 ngày phải chuyển nốt. Nghi ngờ đối tượng giả danh công an, ngày 23 tháng 9, chị L đã làm đơn trình báo Công an huyện Nam Trực. Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã khẩn trương vào cuộc xác minh đối tượng giả mạo công an tên thật là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, là lao động tự do và trong điện thoại theo dõi quản lý về hình sự của công an huyện. Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã bắt giữ đối tượng Hùng cùng tang vật xe ô tô còng số 8, phong tỏa tài sản của đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã mua còng số 8 trên mạng xã hội để giả danh công an, đe dọa, uy hiếp, cưỡng đoạt tiền của gái mại dâm. Do đặc thù công việc này nhạy cảm, nên các cô gái thường không trình báo cơ quan chính quyền. Hiện Công an huyện Nam Trực đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát, gồm Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Tây Đằng, Minh Châu, huyện Ba Vì và mỏ Châu Sơn, huyện Ba Vì với giá gần 1.700 tỷ đồng. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là do nhà thầu vi phạm quy định của luật đấu thầu.
Cụ thể là cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong các hồ sơ liên quan nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội chủ trì cùng với các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo, đảm bảo đúng quy định. Phòng khoáng sản chủ trì cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội và các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết quả thực hiện. Trước đó, hai ngày mùng 5 tháng 11 và ngày mùng 6 tháng 11 năm 2023, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát Thượng Cát, Tây Đằng, Minh Châu và Châu Sơn. Kết quả có 3 đơn vị trúng thầu với giá tổng số tiền là khoảng 1.700 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Tháng 5 năm 2024, trong văn bản báo cáo Thủ tướng về kết quả rà soát quy trình đấu giá 3 mỏ cát trên, UBND thành phố Hà Nội nêu rõ, thông qua việc đối chiếu giá vật liệu xây dựng cho thấy 1 mét khối cát chưa khai thác ở 3 mỏ cát này đã cao hơn, thậm chí cao gấp nhiều lần so với giá cát đến chân công trình. Do vậy, UBND thành phố Hà Nội cho rằng việc này dẫn đến các dự án khai thác tại 3 mỏ cát này không thể có lợi nhuận. Khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư sẽ vừa không đạt tiêu chí về lợi nhuận kinh tế, có thể tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Chiều mùng 7 tháng 10, theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, những ngày gần đây, số ca bệnh hô hấp ở trẻ em trên địa bàn thành phố gia tăng. Tuy nhiên, đây là do các tác nhân siêu vi thông thường gây ra như virus hợp bào hô hấp, adeno, cúm mùa, thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, không phải là một bệnh hô hấp mới như một số cơ quan báo chí đăng tải. Theo thống kê từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 6 tháng 10, số lượng trẻ em đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị viêm tiểu phế quản là 4.693 ca, tương đương 192% so với cùng kỳ năm 2023. Số trẻ em viêm phổi là 8.176 ca, tương đương với 90,8% so với cùng kỳ năm 2023. Thông thường, giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, số lượng trẻ em nhập viện do các bệnh lý hô hấp đều có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do các siêu vi thông thường như rhinovirus, virus bào hô hấp, adeno, cúm mùa. Các bệnh hô hấp thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus và vi khuẩn phát triển. So với trong vòng 5 năm từ năm 2019 đến năm 2024, số lượng trẻ em mắc bệnh hô hấp năm 2024 không biến động đáng kể. Số bệnh nhi viêm tiểu phế quản dao động khoảng 5.000 trường hợp trên một năm và viêm phổi dao động khoảng 10.000 trường hợp trên một năm. Tình trạng cũng tương tự tại các bệnh viện có khoa nhi khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình bệnh hô hấp tại thành phố vẫn đang được kiểm soát tốt và chưa có dấu hiệu bất thường so với các năm trước.